Costco đang đại hạ giá nhiều mặt hàng cho tháng 2 và có những món hấp dẫn không có trong cuốn coupon. Đó là gì nè? Mời các bạn theo dõi video nhé. Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Chào ông bà cô chú. Hôm nay hai mẹ con sẽ đưa các bạn đi mua sắm ở Costco. Họ đang sale nhiều đồ và những món nào mà KT thấy rẻ và hàng mới về, KT sẽ chia sẻ với các bạn hôm nay để mình cùng nhau tham khảo. Và rồi, cái này là bữa nay là một nhà vui vẻ cho con. Tại bây giờ là Tết nè. Rồi mẹ nói con, mẹ sẽ cho con mua một món 15 đồng hay là xuống 15 đồng hay là xuống. Và Costco hôm nay Katie đi đó là Costco ở Fountain Valley. Và bây giờ mình đi nha chị Đánh. Yay. Sắp tới Valentine cho nên là Costco đem về hoa quá trời luôn. Cái bouquet này có cái luôn cái bình ở phía dưới 60 đô nè các bạn. Đẹp không? Đây nè. Bình bằng glass nha. Mấy cái hoa quá trời quá đất luôn nè. Đẹp chưa? Costco năm nay mình thấy làm nhiều hoa cho Valentine dễ sợ luôn. Năm rồi đâu có. Wow, hoa bên đây quá trời luôn các bạn ơi. Mấy cái bouquet này nhiều dễ sợ luôn nè. Đó. Giá cũng phải chăng nha. Một cái bouquet như thế này là khoảng 35 đô. Đủ loại màu hết. À, có bình này nữa nè các bạn ơi. Cái bình này là 25 đô nha. Đây. Cái bình này là ở dưới và bình ở trên là hoa như thế này nè. Mua hoa về trưng trong nhà mình cảm thấy cũng vui vẻ yêu đời hơn nữa đó. Chocolate Godiva đang sale luôn 18 đô, sale còn có 12.79. Đây. Nhìn đẹp quá ha, nhìn giống như là một món quà đã gói sẵn rồi. Tặng cũng có ý nghĩa lắm, không có cần phải wrap lại nữa. Laptop thì thấy họ đang sale. Đây nè các bạn. Đó, Dell laptop 900 sale còn 750. Này dành cho bạn nào đang cần laptop nha. Katie cũng mới mua một cái nhưng mà mua online của Costco, giá cũng sale. Microsoft Surface hồi trước là Katie dùng cái này nè. Này 1800 sale còn 1400 nhưng mà bây giờ không dùng nữa các bạn ơi. Mấy cái này là 25 tay hết hạn. Lý do Katie không dùng Surface nữa là bởi vì cái sợi dây á, cái sợi dây charger của người ta khó lắm. Đây nè, cái sợi dây này là mỗi lần mà nó bị hư nó dễ hư lắm, Katie mua hư hoài. Là mình thay một cái sợi dây charger này đã tốn tới 136 đô trong cái sợi dây charger. Cho nên bạn nào mà thích hiệu Surface thì nhớ suy nghĩ trước khi mua ha. Wow, Costco về cái này mình thấy đẹp quá. Cái pergola này 2.400 các bạn ơi, 2.400 cộng thuế. Quá đẹp luôn. 12 feet by 14 feet. Rất là cao luôn nha. Kế đến đó là cái Sonicare loại mà toothbrush bằng điện á các bạn, là bằng chải đánh răng bằng điện. Hiệu Sonicare này rất là tốt nha, 170 sale còn 130, 40 đô off được hai cái luôn đó, màu trắng và màu đen. Wow, cái nhà greenhouse này đẹp quá chừng luôn nè. Có 1349 mà thôi. Rồi, nhìn mình nhìn thấy rất là thích luôn á. Mở ra trong đây cho các bạn xem luôn ha. Đẹp ha. Ồ, cái này mới về nè các bạn. Cái này là có 4 hộp tủ để mà mình đựng đồ đó. Người ta để ra trong chân như mình luôn nè. 49.99 rồi ghi như là 50 đô đi đó. Nhìn cũng tiện quá ha. Có bánh xe dưới luôn để cho nó lăn nè. Nhìn thích ghê á. Còn cái set sấy tóc này một thời là mưa làm gió, hồi lúc trước mình thấy là người ta bán 700, 600 cũng có. Còn ở trong đây á, Costco đang bán có 400 đô mà thôi. Có bạn nào xài không? Set này mình thấy bạn của mình có dùng nè. Bạn mình thích lắm, mạnh mình thấy nó hơi cồng kềnh. Bạn nào xài rồi mà thích á, nhớ chia sẻ Katie với nha. Ôi, cái này hôm bữa Katie mua không có sale nha các bạn. Cái này 50 sale còn 40. Cái này mua xài sướng lắm các bạn ơi. Cái này bỏ nước vô đây ha, rồi mình steam nó, tức là bằng ủi nhưng mà ủi bằng nước, bằng hơi nước, rất là thẳng, rất là thích nha. Mà hôm bữa mình mua thì giá không có sale, hôm nay sale nè. Và cái cân cũng về luôn rồi nha, cái cân cơ thể của mình á, là đang bán là giá 15 đô. Cái này lâu lâu người ta mới có hàng, đôi lúc người ta không còn hàng các bạn, tại này bán giá cũng phải chăng á.
Còn cái set này á, là để mà mình để đồ ăn nữa các bạn, 79 đồng 99, coi như là 80. Đây các bạn, cái này cũng mới về nha. Wow, cái này là bằng kiến ha. Nhìn chắc chắn dễ sợ luôn. 16 piece. Cái humidifier đang giảm giá nè các bạn. Cái này sale rẻ đó. Hồi lúc trước Katie mua và giá bình thường 80 đô. Nay sale còn 60 đô à. Đây. Mình xài mình thích lắm. Mùa đông mình xài máy heat, mình nhất định phải có cái này, không thôi nó khô lắm. Không, cái không khí trong nhà mình khô thì dễ làm cho mình bị ngứa, và cái cổ mình cũng bị ngứa và dễ làm cho mình bị ho. Xài máy heat ở trong nhà là máy sưởi là mình nhất định phải có cái này nha các bạn. Kế đến là cà phê Starbucks loại dark roast có 72 viên á, thì bình thường là 40, nay còn 33. Loại medium roast cũng sale luôn nha. Giá cũng cỡ tương đương với nhau, 32,89. Có nhiều bạn hỏi Katie dùng cái máy nào để mà quét thịt nè, đánh bột để làm bánh, rồi nướng bánh hay là làm chả cá, là cái máy này nha các bạn. Kitchen ấy làm bột, làm đủ thứ hết trơn á, nhất là làm chả giò lụa, rồi chả lụa, chả gà, đồ chả bò rồi đó, là cái máy này nha. Hiện tại bây giờ đang sale, bình thường 400, nay sale còn 320, 6 quart nha các bạn. Đó. Và có hai màu, một cái màu đỏ, một cái màu xám. À, cái Ninja Pro Blender cũng đang giảm giá, bình thường 70, giờ sale còn 55. Mà cái này mạnh lắm nha, 1000W lần các bạn. Nè, nhà này Katie mua mấy cái để xài luôn rồi, vừa tặng vừa xài, nó thích lắm. Tại giá phải chăng á, mà nó mạnh lắm, 1000W là cũng mạnh đấy nha. Người ta để ra cho mình xem luôn nè. Cái bộ chảo này Katie mới thấy về nè. Là cái loại này là stainless steel, là inox, 30 đô cho hai cái. Đó, hai cái như vậy à. Nhìn chất lượng dễ sợ luôn á. Cái này là xài họ không có bị, gọi là không bị chày. Thích Costco ghê, Costco hay để ra ngoài vậy nè, để cho mình thấy. Đó, các bạn thấy không? Đẹp ha. Hai cái luôn đó các bạn. Cái size của nó là 10 inch với là 12 inch. Còn bên này là ceramic, cũng là non-stick luôn, mà 60 đô cho 3 cái. 3 cái như thế này. Cái này thì mình sợ tay cầm nó bị nóng. Hôm bữa vô đây có cái set kia nhìn giống như Hex Class, các bạn nhớ không? Đó, bây giờ là người ta không còn, cho nên là khi mà mình thấy mình thích thì nên mua. Bây giờ là không còn cái nào luôn á. Người ta vô người ta mua hết trơn rồi. Còn cái này là hiệu Henkel Saute Pen, 25 đô nha các bạn. Đây, đây là cái item number nè. Bự nha. Wow, cái này hôm nay clearance rồi các bạn ơi, còn 12.97, hôm bữa mình nhớ không làm là 20 đô nha cho hai miếng này. Hôm nay là còn có 12.97 mà thôi. Bạn nào mà thích những cái mây tre lá nứa là mua về trang trí trong nhà đẹp á. Cái này là hình bầu dục ha. Còn cái này là hình chữ nhật to nha. Ôi đẹp quá chừng luôn à. Cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn mua là về nhà chất đầy nhà hết á. Cho nên là bạn nào cần thì có nhu cầu thì mới mua nha. Mình chỉ có lời khuyên như vậy thôi, chứ mà Katie cũng nhìn là muốn mua là ghê luôn á. Wow, cái này Costco mới về luôn nè. Có 3 piece. Đựng để mà organize giống như mỹ phẩm rồi nè các bạn. Giống như cosmetic của mình ở trong nhà tắm rồi đó. Ồ, có lý ha. Và đây, đây. Cái đó, cái miếng đó rồi thêm cái này nữa nè các bạn. Ồ, cái này Lazy Susan, tức là nó quay vòng tròn vậy nè. Đựng được nhiều giống như son rồi nè. Make up đó, có lý ha. 30 đô. Nè, để lược, để mỹ phẩm, make up đồ. Thấy thích quá. Cái này bạn nào có nhu cầu để đựng organize, làm gọn cho cái mỹ phẩm của mình là được á. Kế đến mình muốn chia sẻ các bạn là cái nồi Ninja này. Nó là cái multi cooker, tức là nó có thể saute rồi nó làm hầm đó các bạn, slow cook luôn nè. Đó, rồi saute cũng được luôn. Đó, cái nồi này đang giảm giá nha, bình thường 100 giờ còn 80 thôi. Cái này thì Katie chưa có dùng, không biết có bạn nào dùng có thích không. Ngoài việc mấy cái công dụng mà Katie mới chia sẻ thì bạn dùng cho cái gì nữa thì chia sẻ Katie nha. Ồ. Oh. Wow.
Nhìn nó rất là chắc chắn luôn á. À, rồi nướng được luôn, rồi hấp được luôn nè. Còn cái máy làm bánh mì, nướng bánh mì 40 xeo còn 30, hiệu Cuisinart. Đẹp ha, stainless steel luôn. Cái này cũng mới về nè các bạn ơi. Organizer dành để bỏ mấy cái túi ni lông, 25 đô rồi các bạn. Ở trên thì mình để xà bông rửa tay hay là gì đó, dưới này mình để túi ni lông, nhìn cũng có lý ha. Đó, bằng gỗ, gọi là bamboo, là bằng bằng tre. Nhìn đẹp ghê, cũng to nha. Nhìn nó gọn. À, Cuisinart, cái loại này đang sale 180, sale còn 140, để mình bào rồi mình làm sợi. Thí dụ như bạn muốn làm hành phi đi, hành phi mà bạn không muốn bào bằng tay thì cái này là tuyệt vời, Katie có chia sẻ hồi trước đó. Mình bỏ vô, mình để cho máy nó bào cho mình, giống như bào lát lát á. Rồi mình xay luôn nha các bạn. À, cái này là mình xay thịt, mình để mình làm chả rồi đó các bạn. Mình dùng để mình xay thịt rồi nha, thịt cá rồi, làm bò viên. Cái kettle tức là cái bình thủy đun nước sôi ở trong Costco cũng đang sale, 18 tay hết hạn, 30 đô còn 24 đô. Cái này dành cho bạn nào mà muốn đun nước sôi nha. Đây nè, hả, có lý ha. Qua tới hàng chén tô rồi thì bên đây mình thấy bán 10 đồng cho 4 cái tô rồi. Cái tô to lắm, bạn sẽ không bao giờ tìm đâu ra một cái tô mà 2 đồng rưỡi như thế này, nó to như thế này để ăn phở nha các bạn. Đây, trời đất ơi, mà đẹp lắm, đẹp lắm các bạn ơi. Tô trắng thì Thi thích ở nhà dùng mấy cái tô chén mĩa màu trắng như thế này nè. Còn cái này là nguyên set luôn, nguyên set 16 piece, 45 đô. Đẹp quá ha. Cái giá này mình thấy tương đối phải chăng đó các bạn. Hôm nay có nhiều món sale quá chừng luôn. Cái này á, là sale 130 đúng không? Bây giờ sale còn có 100 đô rồi các bạn. Cái này heavy duty nha, để cho mình dành để mình di chuyển những cái gì mà nó nặng đó. Wow, cái set này, cái set sheet 6 tới 6 miếng luôn các bạn, mà 20 đô, giờ còn 16 đô. Không thể nào tưởng tượng nổi, các bạn không tìm đâu ra cái giá này luôn á. Cái sheet set á, thường thường thì dùng cái sheet á, để mà đi máy bay á, mình đem theo mình đắp, thay vì mình lấy cái mền của những cái hãng hàng không á, thì mình đắp cái tấm của mình đỡ sợ hơn. Nè, cái flash sheet nè, mình chuyên môn mình lấy cái này mình làm cái mền á. Nhiều bạn hỏi mình mua ở đâu thì các bạn có thể mua trong Costco. Mỗi lần đi du lịch là mình đem theo. Đi du lịch mà chuyến dài á, là mình hay đem theo để mình đắp lắm. Jaden, hello Jaden. Anh đi với mẹ chút, anh mệt, anh đòi ngồi xuống anh đọc sách. Cái tủ này bình thường là 570, bây giờ sale còn 470, sale 100 đô off luôn. Đây nè, nhìn đẹp quá chừng luôn. Cái gỗ để mình coi. Cái gỗ nhìn chắc chắn lắm, mà rờ vô cũng chắc chắn lắm nha. Xà bông giặt đồ hiệu Cortland của Costco cũng đang giảm giá, 18 đồng 29, sale còn 14 đồng 39. Nhà Katie cũng đang dùng hiệu này. Còn hiệu Thai thì cũng đang giảm giá luôn, 19 đồng 79 xuống còn 15 đồng 79, 4 đồng off luôn. Ngoài ra thì người ta cũng đang giảm giá như là Downy, mấy cái fresh này nè, cho nó thơm thơm quần áo của mình á. Thì xài này cũng thấy thích, tại vì nó không có dơ. Nó mấy cái hộp này về xài cũng dễ nữa, nó thơm. Đang giảm xuống còn 14 đô à. Toilet bowl cleaner, cái này dùng để mà mình làm sạch sẽ vệ sinh cái toilet của mình á, cũng đang giảm ha, 12 đô xuống còn 8 đô rưỡi. Đây, mấy cái bánh cheesecake của Costco công nhận rẻ thiệt luôn. Các bạn thấy cái bánh nó bự quá trời bự luôn, 23 đô hay là 19 đô à. Nè, tìm đâu ra giá này ở ngoài? Không có đâu các bạn, bự thiệt là bự luôn. Mà cheesecake trong Costco bán ăn ngon nha, chỉ có điều nó hơi ngọn chút xíu. Rồi dành cho bạn nào mà
giống như là ở Mỹ lâu rồi đó thì sẽ quen cái vị ở giống như là cheesecake ở Costco thì nó hơi ngọt chút, nhưng mà đối với Katie thì thấy đây bán ngon mà giá bình dân nữa, ở ngoài tiệm ra giá này đâu các bạn ơi. Nếu mà bạn đi vô Cheesecake Factory một cái slice như thế này có một miếng thôi là nhớ không làm là $5-6 á các bạn. Strawberry mà bỏ chocolate vô làm cho cái dạng mà Valentine tình yêu á $13 nè các bạn, nhìn cưng không. Kế đến mình đi qua hàng tôm thịt ha. Tôm thịt thì hôm nay á, Costco bán lobster tail $20 một pound. Bình thường mình nhớ không làm là lobster tail là bán $25. Mà cái tail á nó cũng to lắm nha, tùy theo cái vỉ. Ví dụ cái vỉ này mình thấy to nè. Cái đó là $78 cho 5 cái. Costco bây giờ cũng bán bạch tuộc nhiều lắm các bạn. Bạch tuộc Costco bán là $6.99 một pound. Còn đây là cá ahi tuna bán $16.99 một pound. Cua này về quá chừng luôn mà cua lên giá rồi các bạn nha. Hồi lúc trước là $6.99 một pound phải không ạ? Ồ, thì trong đây để $6.99 một pound đúng rồi. Nhưng mà không hiểu tại sao ở bên này người ta để $10.99. Không, à $10.99 là cái này, mình xin lỗi. $10.99. Cua này về quá chừng các bạn ơi. $6.99 cho một hào nguyên con nha, người ta bán nguyên con như thế này nè. Còn nếu mà người ta lột ra sẵn, người ta bỏ cái mai rồi đó thì $10.99 một hào. Có tôm hùm người ta hấp sẵn cho các bạn luôn, $11.99 một hào. Các bạn xem cái nè, cá tilapia giống như cá diêu hồng á, $3.99 một hào, bán nguyên con như thế này. Mà Costco đã làm vẫy sẵn sạch sẽ cho các bạn rồi. Còn cá phi lê á, loại phi lê là $6.99 một hào. Còn cá hồi á các bạn, cá hồi á là người ta làm như thế này cho các bạn nè. Còn da nha, $10.99 một hào. Qua tới hàng đồ ăn á thì thấy có chicken pad thái nè, đồ của Thái Lan $14, sale còn $10 à. Này Katy chưa ăn, bạn nào ăn rồi chia sẻ Katy là thấy có ngon hay không nha. Cũng có mua mấy hiệu của ở trong Costco làm bát thái ăn cũng ok, còn cái này là thấy ngon á. Kevin, hiệu Kevin cũng đang về nè, $18, sale còn $13.50 Korean barbecue style. Qua hàng trái cây sấy thì có măng cụt sấy $9.79 đây nè các bạn. Có bạn nào ăn chưa nè, nếu ăn rồi bạn có thích hay không chia sẻ Katy nha, mình chưa ăn cái này nha. Tới hàng đông lạnh á thì có cái món này mà chị đã rất là thích ăn, mà mình thấy người lớn hay trẻ em gì cũng thích, cái dạng giống như pasta của Ý á, $13 sale còn $10 nha các bạn. Cái này một thời làm mưa làm gió nè, dễ ăn lắm, ở trong là có spinach và phô mai, ăn béo béo ngon. Và cái món này một thời làm mưa làm gió nhưng mà kiểu khác, bây giờ Costco lấy về và lấy thương hiệu của Costco luôn, đó là garlic butter shrimp, tức là tôm bơ tỏi á. Thì mình nấu lên rồi mình luộc mì Ý rồi mình bỏ vô mình ăn. Bình thường $16, giờ còn $12. Đây nè, ở lúc trước Katy có review rồi nhưng mà hiệu khác nha. Cái này nhìn thấy cũng hấp dẫn ha, có bạn nào ăn rồi chưa? Nếu ăn rồi chia sẻ Katy với nha, xem bạn có thích hay không. Còn cái loại mà chicken strip hiệu Tyson á, $14.50 sale còn $10. Cái hiệu này mình thấy ăn cũng được, mình thích hiệu be hơn. Người ta đang cho ăn thử cái này giống như là hamburger, thịt hamburger các bạn. Cho nên anh thử, anh thích vô đây sample lắm. Này, mời các bạn. Lâu lâu mới có dịp vô đây ăn thử. Có hiểu như ngón các bạn ơi. Nó mặn mặn. Thơm ngon. Yogurt hiệu Nusa bạn đang cũng sale luôn, $10 sale còn $6.69 nha, 25 tây hết hạn. Này nhiều bạn thích lắm nè. Còn loại yogurt Danone này cũng sale $13, sale còn $9. Đây là cái hiệu chicken, gọi là chicken breast hay chicken strip hiệu Be, là cái loại này mà mình thấy nó ngon nhất luôn á, là trong tất cả các loại mà đông lạnh thì cái này là ngon nhất, $15 cho 3 pound nha các bạn. Bình thường thì Katy sẽ ăn cái loại này, cái loại chicken breast hiệu Bear.
tại vì nó có một xíu bột và cái vị ăn nó ngon, ngon nhất mà mình nghĩ trong đông lạnh mà mình từng ăn. Tương tự như là chiếc phi lê á các bạn, 4 pound 18 đô. Cái này fast food fries, này french fries 6 pound mà có 9 đồng 39 nè. Cái này lâu lâu mình mới thấy về các bạn. Gia đình thích ăn này lắm. Cái này mình bỏ vô trong air fry là chiên không dầu á, này có lý nè. Được á, cái này ngon á, mình thích ăn cái này nè. Gia đình ơi, ta-da. Thích không? Cái này vô tình tìm thấy luôn, ảnh tìm hổng rài, mình cũng đi tìm hổng rài mà mình không mới thấy. Lâu lâu mình mới thấy nó về, rồi xong rồi hết các bạn. Ôi, cái salmon skin hôm nay hình như giảm giá, mình nhớ bữa bán 17 đô, hôm nay còn 15 đô, 15, coi 16 đô đi. Giảm giá nè. Ôi, ngon lắm các bạn ơi, mình ăn này giống như bị ghiền á. Người ta để nè, dangerously addictive nè, ăn dễ bị ghiền lắm. Cái loại mà sò điệp khô á, 12 đồng 69, nay xe còn 9 đô các bạn. Cái này cũng một thời làm mưa làm gió nè. Cái này ăn ngon các bạn, giống như bạn tưởng tượng khô mực đi, thì người ta làm bằng sò điệp khô. Cái này ăn mà nhậu lai rai cũng ngon các bạn. Cái này Katie ăn rồi cho nên là ba chồng của mình thích ăn lắm. Mua một cái cho ba. Chai xì dầu của Đức á các bạn, đang bán ở trong Costco 14 đô cho 27 ounce. Đây nè. Mà không biết vì lý do gì mà người ta xé mấy cái này. À đây nè, cái này nguyên nè, 800ml cho 14 đô. Cái này nếu mà mình mua ở ngoài á, mà mình mua loại mà nhỏ nhỏ đó thì nó sẽ mắc hơn. Tại cái loại này mà mình mua chai nhỏ ngoài nhỏ xíu á, thì 5-6 đô nha. Cái dressing này ăn rong nho rất là ngon, hay là mình chấm với bất kể, mình thấy mình chấm giống như là air fry chicken lên đi. Cái gà chiên hồi nãy mình quay cho các bạn hiểu be đó, mình chấm này cũng ngon, mình ăn salad cũng ngon, ăn salad ghiền lắm. Ở đây Costco bán là 7 đồng 99, 30 ounce đó. Mỗi lần mà có này về là mình mua để dành mình ăn, tại vì thích lắm các bạn ơi. Cái này khó tìm lắm, lâu lâu Costco về bán hết, cái là lâu lâu mới về lại. Ngày hết hạn là tháng 11 năm 2024 nha. Còn mấy tháng nữa là hết hạn nha. Thấy cái sauce này nhìn hấp dẫn quá mà mình chưa ăn, có bạn nào ăn chưa? Chef Hacks, 9 đồng 49, organic. Đây nè, bạn nào ăn rồi chia sẻ Katie có ngon không? Nó ngọt, có mustard trong đó nữa. Nhìn thấy hấp dẫn ha. Bạn nào ăn rồi chia sẻ Katie bạn thích không nha. Cái chai Tabasco sauce này ở ngoài bán nó rất là mắc nha, 12 ounce, trong đây bán có 5 đồng rưỡi à. Các bạn biết cái chai nó to lắm. Ở ngoài bán loại mà nhỏ xíu xíu á, là bán hết 3 đồng, 4 đồng ha, loại chai nhỏ đó. Còn cái này là bán có 5 đồng rưỡi thôi. Tabasco sauce ăn với lại gì bố hùng? Mấy đồ hải sản như là cua đi, cua hấp hay tôm hùm hấp á, mình chấm ăn ghiền luôn á. Cái udon non shim này đang giảm giá 18 đô còn 14 đô à, 4 đồng off đây. Hiệu này ăn ok. Cái cọng bánh của nó giống như là bánh canh đó, nó dài dài các bạn. Nhớ con thấy này trên cái Costco sale book. Cái Costco vừa bước vào là bên tay trái ngay chỗ cổng là có sale thuốc. Thuốc này cho cholesterol 210 viên, 27 đô, sale còn 22 đô. Và cái này là Nature Made ha. Đó. Mấy cái hiệu thuốc này là nhiều, hôm nay sale nhiều quá các bạn, 38 sale còn 30. Nature Made. Thuốc này Katie chưa bao giờ uống á, bạn nào uống thấy nó có hiệu quả không? Có gì giúp cho Katie với nha. Cái này là giúp cho tim á các bạn, tim mạch á. Rồi bây giờ đi ra tính tiền các bạn ơi. Không nghĩ mua gì mà cuối cùng mua nguyên cái xe luôn nè. Rồi đi Costco xong là gia đình phải ăn cái món gì đó. Ảnh đòi ăn đôi lúc pizza, đôi lúc hot dog, rồi đôi lúc chicken bake. Nhìn ngon lắm ạ. Bây giờ mình order ở đây cho nhanh nè, không còn cần phải đứng xếp hàng nữa, chỉ cần order ở đây rồi lại pick up thôi. Costco đã thay đổi nha các bạn. Lúc trước bán churro ha, bây giờ thay đổi thì double chocolate cookie.
2.49. Nếu mà được bạn nào có nhu cầu, nhất là mùa lễ này nè, sắp tới tháng 11, tháng 12 mà mua một món quà ý nghĩa tặng cho ông bà, cô chú hay là cha mẹ hay là vợ, người yêu, đó là Katie thấy hắc nhân sâm mà Katie đang uống nè các bạn ơi. Mỗi ngày Katie uống một ly buổi sáng để cho nó giúp cơ thể của mình. Mình mà không uống là các bạn thấy người mình nó mệt mỏi lắm. Bây giờ mình uống xong thì mình cảm thấy mình có sức lực, có động lực, có năng lượng để mình làm hơn. Nhất là những bạn mà làm nail, làm tóc mà ham làm quá mà làm biếng ăn á, thì có thể nhai một miếng sâm, cái củ sâm này nè, nhai một miếng để cho nó có sức. Còn sáng mà xuyên á thì làm ly như thế này nè các bạn, pha sâm với là mật ong uống. Sâm này rất là tốt nha các bạn, mình đã thử qua và mình thí nghiệm cho các bạn mấy tháng nay rồi, cho nên mình mới dám giới thiệu và mình mới đem về tiệm bán. Thì nếu như mà bạn ở Mỹ, tiệm có ship xuyên bang toàn nước Mỹ, free ship nếu bạn mua minimum là 299, hiện tại đang có giảm giá. Một cái hũ sâm như thế này bình thường nếu mà bạn mua trên Amazon là 499, nhưng mà đang giảm giá ở tiệm tạp hóa Bảy Bosa là 299, được free ship cái hộp này. Còn sâm cũ, sâm cây á, là 8 cây sâm như thế này á các bạn, nhìn rất là có giá trị luôn, mà cái món quà có ý nghĩa luôn, mà đang giảm giá từ 300 còn có 179 mà thôi. Còn nếu mà bạn nào ở Canada, ở châu Úc, châu Á, ở Việt Nam đi, bạn muốn ship thì cũng có ship luôn nha các bạn. Thì bạn gọi số phone khác dùm Katie, đó là ở tiệm vàng PJ Jewelry ở trong chợ Lucky Seafood á. Bạn gọi vào thì người ta sẽ ship ra ngoài nước Mỹ. Các bạn có thể gọi vào là người ta sẽ ship cho các bạn. Cái giảm giá này rất là nhiều, tại vì sau lễ này là công ty sẽ không còn giảm giá này nữa. Cho nên là nếu mà bạn thấy có nhu cầu mua cho cha mẹ đi, cha mẹ mình đau nhất, người lớn ta hay bị đau nhất xương khớp, đau nhất và mệt mỏi và không thấy có năng lượng á, mình nên mua mình tặng cho cha mẹ, ông bà, cô chú. Và các bạn ơi, sâm cho trẻ em cũng về rồi nè các bạn ơi. Trong thành phần của sâm trẻ em là có nhung hương New Zealand, hồng sâm cô đặc 6 năm tuổi, có thịt gà, heo, thịt bò, tôm, cua, hào, bào ngư, chai, sữa, cà chua, đậu nành, lúa mì. Công dụng là giúp phát triển trí não, giảm tăng căng thẳng và tăng khả năng tập trung cho trẻ em, và giúp cho trẻ em hấp thụ canxi, tăng trưởng chiều cao, ngăn ngừa các bệnh về xương khớp. Và mình rất là thích đó là gì? Đó là tăng chiều cao đó các bạn ơi. Và ở trong đây cũng giúp cho trẻ em được tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng, hạn chế tình trạng cảm cúm và cũng là sổ mũi ở trẻ em nữa, rồi cải thiện tình trạng biếng ăn, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng cho bé và giúp cho bé ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa, ngăn ngừa chứng khó tiêu, làm thanh lọc và giải độc gan cho bé. Thì thường giá gốc là 160 đô, nay giảm xuống còn 120 đô cho mùa lễ này nha các bạn. Sâm này đang rất là hot luôn á, cho nên là rất là nhiều cha mẹ mua cho con của mình, giúp cho các bé giảm căng thẳng và giúp cho phát triển trí não và hấp thụ canxi và nhất là tăng trưởng chiều cao á các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Nếu mà được thì mua ủng hộ Katie nha. Xin thông cảm cho Katie là mình làm kinh doanh, kênh của mình là chia sẻ nấu ăn, chia sẻ đó đây tin tức giống như cuộc sống của anh ta và review nhà hàng, nhưng mà mình cũng có kinh doanh, cho nên là thông cảm cho Katie là đôi lúc Katie chia sẻ gì và những món hàng mà đang giảm giá ở tiệm á thì thông cảm cho Katie nha. Nếu mà có nhu cầu thì mua ủng hộ Katie, còn nếu không thì bỏ qua giùm Katie, đừng có la Katie nha. Thì mình kinh doanh cho nên là mình sẽ giới thiệu những gì mà mình đang buôn bán nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, mến chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Phải công nhận gương mặt có sáng sủa hài hòa hay không thì cũng cần phải có một cặp chân mày đẹp hợp với gương mặt của mình. Chân mày cũng giúp mình tỏa sáng. Ngày trước mình đi xăm chân mày lỡ bị chỗ xanh và đỏ, đi sửa nhiều lần nhưng không được. May sao mình biết được em Kelly Hà, chuyên gia phun xăm thẩm mỹ, thế là mình đến làm liền, làm xong vô cùng hài lòng. Kelly Hà là địa chỉ thẩm mỹ uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, luôn đón đầu các xu hướng thẩm mỹ hiện đại với kỹ thuật mới, với các dịch vụ làm đẹp như phun môi, phun đông mày, phun mí, sửa lông mày, chỗ xanh, chỗ đỏ. Với mục tiêu luôn hướng tới vẻ đẹp tự nhiên một cách hoàn hảo, Kelly Hà mang đến cho khách với cam kết không đau, không sưng, không kích ứng và không chảy máu, an toàn tuyệt đối, màu mực tự nhiên, bền đẹp theo thời gian, không cần kiêng khem, đẹp ngay sau khi làm, đặc biệt có giảm giá từ 50 cho tới 100 đô tùy từng dịch vụ. Đặt lịch ngay để nhận được ưu đãi và tận hưởng các dịch vụ tốt nha. Tiệm trang sức PJ Jewelry nằm trên lầu 2 của Phước Lộc Thọ tại Bosa, có những chương trình giảm giá cho tất cả các sản phẩm từ 50-65%. Kim cương US 1 1 carat giá thường là 900, nay giảm còn 450 đô. Kim cương chiếu lấp lánh y như kim cương thiên nhiên và có certificate như GIA kim cương. Những trang sức bạc Italy giảm 65%. Những vòng trầm hương 108 hạt loại thiên nhiên giá thường 900, nay giảm còn 300. Trầm hương được xem là tinh hoa mẹ thiên nhiên dành tặng cho nhân loại và còn là đại diện cho
cho một tâm hồn hướng thiện, ái và an yên giữa cuộc sống đầy thách thức. Thật không khó để thấy rằng đeo trầm hương 108 hạt có ý nghĩa vô cùng tích cực, tác động đến đời sống con người. Lễ sắp đến mà không biết mua gì tặng cho cha nè, cho mẹ, cho vợ hay người yêu, bạn có thể ghé tiệm PJ Jewelry để tham khảo. Hiện tại tiệm có free ship toàn nước Mỹ. Nếu bạn ở gần khu Bosa hãy ghé tiệm nằm trên Phước Lộc Thọ, tầng 2 trên lầu nha, hay gọi 714-726-9911. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui, vẻ an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.